Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Sứ điệp của chúng ta trong buổi sáng hôm nay đó là kẻ chối Chúa và bị sứ đồ đầy quyền năng. Theo anh chị em, kẻ chối Chúa này là ai? Và vị sứ đồ đầy quyền năng là ai? Kẻ chối Chúa là Phi-rơ. Còn vị sứ đồ đầy quyền năng là ai? Cũng Phi-rơ luôn. Chắc không? Cảm ơn anh chị em. Anh chị em đúng rồi đó. Anh chị em đã nói đúng. Kẻ chối Chúa ở đây chính là Phi-rơ. Và vị sứ đồ đầy quyền năng cũng chính là Phi-rơ. Như vậy thì cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra ở trong buổi sáng hôm nay, điều gì đã khiến một kẻ chối Chúa trở nên một vị sứ đồ đầy quyền năng? Đây sẽ chính là bí quyết của chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Nếu ai lãnh hội được thì chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được một cái cuộc đời được biến chuyển một cách ngoạn mục giống như Phi-rơ đã từng kinh nghiệm. Nếu mà anh chị em đọc ở trong sách Mác chương 14 câu 26 cho đến câu 31 thì anh chị em sẽ thấy rằng ở đó Chúa Giê-xu cảnh báo Phi-rơ. Chúa Giê-xu có một lời cảnh báo. Bây giờ anh chị em mở ra nè, Mác chương 14 câu 26 đến 31. Sau khi hát thánh ca, Đức Chúa Giê-xu và các môn đồ ra đi lên núi Ô-liu. Đức Chúa Giê-xu bảo các môn đồ: tất cả các con đều sẽ bất ngã, vì có lời chép rằng: ta sẽ đánh người chăn thì chiên sẽ bị tan tác. Nhưng sau khi ta sống lại, ta sẽ đến Ga-li-lê trước các con. Phi-rơ thưa: dù cho tất cả đều bất ngã, nhưng con thì không. Đức Chúa Giê-xu đáp: thật ta bảo con, hôm nay chính đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối ta ba lần. Nhưng Phi-rơ càng quả quyết hơn: dù có phải chết với thầy, con sẽ chẳng chối thầy đâu. Tất cả các môn đồ khác cũng đều nói như vậy. Chúng ta thấy rằng Chúa đã cảnh báo Phi-rơ trước. Phi-rơ khăng khăng là mình sẽ không làm như thế. Nhưng cuối cùng ông có làm như thế không? Cuối cùng Phi-rơ có chối Chúa không? Chúng ta biết rằng cuối cùng Phi-rơ đã chối Chúa, chối mấy lần? Chối ba lần. Cũng ở trong Mác chương 14, từ câu 66 đến câu 72, thì anh chị em sẽ đọc thấy điều đó. Phi-rơ đã chối Chúa ba lần, nhưng mà anh chị em cần phải lưu ý là lần thứ ba, thậm chí Kinh Thánh chép như thế này, ở trong câu 71: nhưng Phi-rơ liền rủa và thề: tôi không hề quen biết với người mà các ông nói đó. Ở Kinh Thánh chép: ngay lúc ấy, gà gáy lần thứ hai, Phi-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã nói với mình: trước khi gà gáy hai lượt, con sẽ chối ta ba lần. Ông bật khóc nức nở. Phi-rơ là một con người như thế nào? Chúng ta thấy rằng đó là một con người mau mắn, một con người có một cái cá tính mạnh mẽ. Chúng ta thấy rằng có một lần nọ, khi mà Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt nước đến cùng các môn đồ lúc bấy giờ đang ở trên thuyền, thì lúc bấy giờ các môn đồ tưởng Chúa Giê-xu là gì? Tưởng là ma đúng không? Tưởng là ma đúng không? À, lúc đó mọi người rất là sợ hãi. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu nói rằng ấy là ta đây, đừng sợ, thì Phi-rơ chính là người duy nhất lúc đó dám mạnh dạn thưa với Chúa rằng: nếu thật đó là Chúa thì hãy khiến ông, tức là hãy ra lệnh cho ông đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Và rồi ông đã dám bước ra khỏi thuyền để đặt chân xuống mặt nước. Và rồi ông đã kinh nghiệm một điều siêu nhiên, đó là ông trở thành người đầu tiên trên đất ngoại trừ Chúa Giê-xu trong thân xác con người có thể bước đi trên mặt nước. Ông đã thật sự bước đi trên mặt nước. Đó là một việc siêu nhiên,
nó không hề bình thường chút xíu nào cả, nó rất là phi thường. Phi-rơ đã từng kinh nghiệm điều đó. Tuy là sau đó ông có sự sợ hãi và ông sụp xuống, nhưng mà rồi Chúa đã nắm tay ông kéo lên và ông lại được tiếp tục bước đi với Chúa trên mặt nước và bước vào trong con thuyền trong sự ngạc nhiên của rất là nhiều người. Phi-rơ đã từng kinh nghiệm điều đó. Nhưng mà cho tới giờ phút này chúng ta thấy Phi-rơ đã thất bại ê chề. Ông đã tưởng rằng mình là con người mạnh mẽ, nhưng cuối cùng ông nhận ra ông vô cùng yếu đuối. Ông đã tưởng rằng ông rất can đảm, nhưng cuối cùng ông nhận ra ông rất hèn nhát. Ông đã tưởng rằng ông rất trung thành, nhưng cuối cùng ông chợt nhận ra mình chỉ là một kẻ bất trung. Phi-rơ đã khóc nức nở. Ở trong những sách khác thì có chỗ ghi là ông khóc lóc một cách đáng cay. Theo chị em nghĩ, khóc đó là khóc như thế nào vậy? Than thân trách phận hay là ăn năn? Đúng, chính xác. Phi-rơ đã khóc trong sự ăn năn. Và với những phần kinh thánh tiếp theo, nó sẽ trở thành cơ sở cho chúng ta để chúng ta biết rằng Phi-rơ đã thật sự ăn năn về việc chối Chúa, về việc bất trung của mình. Nếu mà anh chị em đọc ở trong Giăng chương 21 từ câu 2 đến câu 3 thì anh chị em sẽ thấy rằng Phi-rơ cùng với một số môn đồ đã trở về với công việc đánh cá. Chúng ta thấy rằng những con người này đã từng được kêu gọi để trở thành gì? Khi Chúa kêu gọi họ, Chúa muốn họ trở thành những tay đánh, những tay đánh lưới người. Nhưng bây giờ thì họ lại trở về với công việc đánh cá, không phải là những tay đánh lưới người mà là những tay đánh lưới cá. Họ lại trở về với cái công việc cũ kỹ của họ. Đó là một sự thất bại. Sau tất cả những nỗ lực, sau tất cả những sự cố gắng, chúng ta thấy rằng Phi-rơ cùng với những môn đồ khác đã thất bại. Rồi ở trong Giăng chương 21 từ câu 15 đến câu 19, sau khi mà họ đã kinh nghiệm một mẻ lưới kỳ diệu tiếp theo ở trong cuộc đời của họ, họ đã từng có một lần kinh nghiệm một mẻ lưới kỳ diệu, đúng không? Chúa đã từng chỉ cho họ phải quăng lưới như thế nào và họ đã thu hoạch được rất nhiều cá như thế nào. Và lần này sau khi họ trở về với cái công việc đánh cá của họ và thất bại và không có cá, thì Chúa Giê-xu trong thân thể phục sinh đã hiện ra và hướng dẫn họ. Lúc bây giờ họ chưa biết là Chúa, nhưng mà khi cái kết quả đem đến cho họ là một mẻ cá rất là lớn, thì lúc đó họ chợt nhận ra rằng đó là Chúa. Họ chợt nhận ra rằng đó chính là Chúa phục sinh đã hiện ra với họ, và rồi dẫn đến cái cuộc hội thoại giữa Chúa Giê-xu và Phi-rơ ở trong Giăng chương 21 từ câu 15 đến câu 19. Ở đó chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu hỏi Phi-rơ 3 lần: người yêu ta chăng? Và Phi-rơ có cảm thấy vui khi mà Chúa hỏi Phi-rơ vậy không? Ông buồn lắm. Tức là nó làm cho ông nhớ lại cái việc gì vậy? Nó làm cho ông nhớ lại 3 lần mà ông chối Chúa. Và cả 3 lần Chúa hỏi Phi-rơ thì cả 3 lần Phi-rơ đều nói rằng Chúa biết rằng con yêu Chúa. Nhưng mà cái tình yêu đó có giống như tình yêu mà Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta không? Tình yêu đó là tình yêu của con người. Ông thú nhận rằng ông chỉ yêu Chúa theo cách của con người thôi. Lần này có một sự khác biệt. Phi-rơ đã có một cái sự điềm đạm hơn và biết đánh giá đúng về bản thân của mình hơn. Và tôi tin rằng đó là sự trưởng thành của một con người khi bước đi theo Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng ta thấy Phi-rơ đã trưởng thành hơn sau thất bại ê chề. Và đây là một trong những dấu hiệu đầu tiên của việc mà chúng ta thấy rằng Phi-rơ đã thật sự ăn năn với Chúa sau lần mà đã chối Chúa liên tiếp 3 lần. Khi ông khóc, ông đã thật sự ăn năn với Chúa và Chúa đã thật sự tha thứ cho ông. Và bây giờ ở trong Giăng
chương 21 từ câu 15 đến câu 19 thì chúng ta thấy rằng Chúa giao phó việc chăn chiên cho Phi-e-rớt. Chúa tha thứ và Chúa muốn bày tỏ sự tin tưởng đối với Phi-e-rớt là người đã thật lòng ăn năn, và Chúa nói rằng hãy chăn chiên ta. Cả ba lần cái nội dung tương tự với nhau như thế, Chúa muốn giao phó bầy chiên cho Phi-e-rớt. Nhưng mà cho tới giờ phút đó, cho tới giờ phút mà Chúa giao phó việc chăn chiên cho Phi-e-rớt thì chúng ta có thấy Phi-e-rớt kết quả của Chúa Giê-xu không? Ông có thể hiện đầy quyền năng không? Ông có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng không? Tất cả đều chưa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau mở Công Vụ chương 1 từ câu 1 đến câu 14. Thưa Ngài Theophile, trong sách thứ nhất tôi đã viết về mọi điều Đức Chúa Giê-xu đã làm và dạy từ ban đầu cho đến ngày Ngài được cất lên trời. Sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn, Ngài cũng dùng nhiều cách chứng tỏ cho các sứ đồ rằng Ngài đang sống sau khi đã chịu chết, và hiện đến với họ trong 40 ngày phán dạy về vương quốc Đức Chúa Trời. Trong khi họp mặt với các sứ đồ, Ngài dặn họ đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các con đã nghe ta nói. Vì dân đã làm báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa các con sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người đang tụ họp tại đó thưa với Ngài rằng: lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ tái lập vương quốc Israel chăng? Ngài đáp: kỳ hạn và thì giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, đó là việc các con không cần biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Sau khi phán những điều ấy xong, Ngài được cất lên trong lúc các môn đồ đang nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi khỏi mắt họ. Đang khi họ chăm chú nhìn lên trời lúc Ngài ngự lên, kìa có hai người nam mặc áo trắng đứng gần họ và nói: hỡi người Galilê, sao các ông cứ đứng nhìn lên trời như thế? Đức Chúa Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi các ông, cũng sẽ trở lại như cách các ông đã thấy Ngài lên trời vậy. Chúng ta hãy xem xét phần Kinh Thánh này. Hồi nãy chúng ta vừa mới nói cho tới lúc mà Chúa giao phó việc chăn chiên cho Phi-e-rơ thì lúc đó ông vẫn chưa phải là một con người đầy quyền năng, ông vẫn chưa phải là một con người kết quả cho Chúa, và ông vẫn chưa có một cái tầm ảnh hưởng lớn ở trên cộng đồng. Và bây giờ trong phần Kinh Thánh này thì chúng ta thấy rằng trong 40 ngày trước khi Chúa Giê-xu thăng thiên về trời thì Chúa đã dạy cho các môn đồ về vương quốc của Đức Chúa Trời. Hãy lưu ý điểm này. Trong 40 ngày trước khi mà Chúa Giê-xu thăng thiên về trời thì Ngài đã dành thời gian để dạy dỗ cho các môn đồ của Ngài về vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng hỏi anh chị một câu, cho tới giờ phút đó họ đã mạnh mẽ chưa? Họ đã thật sự mạnh mẽ chưa? Họ thật sự đầy quyền năng chưa? Họ có tạo ảnh hưởng gì trên cái cộng đồng xã hội lúc bây giờ chưa? Vẫn là chưa. Họ vẫn còn đang co cụm lại. Lát nữa chúng ta sẽ thấy ở trong cái phần tiếp theo, chúng ta sẽ thấy rằng họ ở trên một phòng cao, gọi là phòng cao Jerusalem. Và thật sự lúc bây giờ về mặt tâm lý thì họ vẫn còn rất là sợ bị bắt bớ. Bởi vì lúc bây giờ nếu như chính quyền mà biết được là có những người nhóm họp lại để thờ phượng Chúa Giê-xu, để cầu nguyện với Ngài hay cái gì đó liên hệ với Ngài thì sẽ là một rắc rối to. Và chúng ta thấy rằng ngay cả khi mà họ đã được Chúa căn dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các con đã nghe ta nói. Vì dân đã làm báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa các con sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ngay cả khi họ nghe lời hứa đó, họ vẫn chưa thật sự mạnh mẽ, họ vẫn chưa thật
thật sự trở nên kết quả cho Chúa Giêsu, họ vẫn chưa có một cái ảnh hưởng gì trên cộng đồng cả. Và rồi Chúa Giêsu nói tiếp ở trong câu 8: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Ngay cả khi Chúa Giêsu phán những lời này, các môn đồ vẫn chưa mạnh mẽ, vẫn chưa đầy quyền năng, vẫn chưa có một sự ảnh hưởng gì đến cộng đồng cả. Và rồi chúng ta đọc tiếp. Tôi đang cố vẽ ra một bức tranh toàn cảnh để cuối cùng giúp cho anh chị em có một sự ứng dụng vào trong đời sống của anh chị em, và anh chị em sẽ kinh nghiệm được một điều rất là tuyệt vời. Hãy lắng nghe tôi thật kỹ. Chúng ta sẽ đọc tiếp Công Vụ chương 1 từ câu 12 đến câu 14. Sau đó các môn đồ từ núi gọi là Ô-liu trở về thành Jerusalem. Núi ấy gần Jerusalem, cách một quãng đường đi một ngày Sa-bát. Khi đã vào trong thành, họ lên một phòng cao nơi họ đang trú ngụ. Những người đó là Phi-e-rơ, Giang, Gia-cơ, An-rê, Philip, Thô-ma, Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Simon Sê-lốt và Giu-đa con của Gia-cơ. Tất cả những người ấy đều đồng tâm hiệp ý với các phụ nữ và Mary là mẹ Đức Chúa Giê-xu cùng các em trai Ngài mà cầu nguyện. Họ đã vâng theo lời Chúa. Họ đã cùng nhóm họp ở trên phòng cao Jerusalem. Theo anh chị em nghĩ, cái thời gian mà họ cùng nhóm họp trên phòng cao Jerusalem là mấy ngày? Là mấy ngày? 10 ngày. À, chúng ta tính nè, coi như là khi Chúa Giêsu phục sinh thì Ngài đã dành 40 ngày để dạy các môn đồ về vương quốc của Đức Chúa Trời và rồi Ngài thăng thiên, đúng chưa? Và bây giờ chúng ta sắp sửa đi đến phần Kinh Thánh nói về lễ ngũ tuần. Giờ chúng ta sẽ đọc luôn phần Kinh Thánh này và mục sư sẽ giải thích cho anh chị em. Công Vụ chương 2 từ câu 1 đến câu 4. Đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình có tiếng động từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy những lưỡi như lưỡi lửa xuất hiện, tản ra và đậu trên mỗi người trong họ. Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác theo như Thánh Linh cho họ nói. Lễ ngũ tuần, ngũ là năm, tuần là 10 ngày, giống như là tuần trăng, chứ không phải là một tuần 7 ngày theo cách của chúng ta. Ha? Giờ tuần ở đây là 10 ngày, như vậy là năm mà nhân cho 10 là bao nhiêu? Là 50. Cái mốc để tính lễ ngũ tuần là như thế nào? Đó là người ta tính từ lễ trái đầu mùa. Nếu mà anh chị em đọc ở trong Kinh Thánh thì Lê Vi Ký chương 23 câu 15 hoặc là Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 16 câu 9 thì lễ ngũ tuần sẽ được tính từ cái thời điểm này. Như vậy thì từ lễ trái đầu mùa cho tới ngày lễ ngũ tuần á, tổng cộng là 50 ngày. Đó là lý do vì sao gọi là Pentecost, gọi là ngũ tuần. Và ở trong cái thời điểm của Công Vụ đây á, thì là lễ trái đầu mùa đó tương đương với gì anh chị biết không? Không, lễ trái đầu mùa tương đương với sự kiện gì? Sống lại. Đúng, chính xác, Chúa Giêsu phục sinh. Như vậy tính từ lúc Chúa Giêsu phục sinh cho tới cái ngày lễ này là chẳng 50 ngày. À, đó là lý do vì sao gọi là lễ ngũ tuần. Chúng ta thấy là ở ngày thứ 40 thì Chúa thăng thiên về trời, phải không? Trong 40 ngày Chúa đã dạy dỗ các môn đồ về vương quốc của Đức Chúa Trời, và khi Ngài hoàn thành thì Ngài đã thăng thiên ở ngày thứ 40, phải không? Như vậy thì hồi nãy mình sư có hỏi anh chị em là theo anh chị em là những người mà nhóm họp trên phòng cao Jerusalem đó thì thời gian là bao lâu? Một số anh chị em nói 10 ngày là chính xác, đúng rồi. Chúa thăng thiên ở ngày thứ 40, phải không? Và họ đã nghe theo sự căn dặn của Chúa, họ đã bắt đầu nhóm họp. Ngay sau đó họ nhóm họp lại với nhau và tính cho đến ngày lễ ngũ tuần thì họ đã nhóm họp được tổng cộng 10 ngày.
đó là một cái khoảng thời gian mà họ tìm kiếm Chúa, họ khao khát chờ đợi điều Cha đã hứa. Và rồi chúng ta thấy những gì đã xảy ra ở trong công vụ chương 2 từ câu 1 đến câu 4 thật là kỳ diệu. Đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thần linh có tiếng động từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy những lưỡi như lưỡi lửa xuất hiện, tản ra và đậu trên mỗi người trong họ. Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác theo như Thánh Linh cho họ nói. Rồi chúng ta sẽ đọc tiếp cái phần sau nha. Mọi người đều kinh ngạc và bối rối nói với nhau: việc này có nghĩa gì? Nhưng có kẻ lại chế giễu rằng: họ say rượu mới rồi đó. Đó là câu 12 và câu 13. Và chúng ta đọc tiếp luôn câu 14. Từ câu 14: nhưng Phêrô đứng với 11 sứ đồ lên tiếng nói với dân chúng: thưa anh em là người Do Thái và tất cả những người ở Jerusalem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời tôi nói. Những người này chẳng phải say như anh em tưởng đâu, vì bây giờ mới là 9 giờ sáng 3 ngày. Nhưng đây là điều Chúa đã phán qua nhà tiên tri Gioan. Đức Chúa Trời phán: trong những ngày cuối cùng, ta sẽ đổ Thánh Linh ta trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Thanh niên sẽ thấy khải tượng và người già sẽ thấy chiêm bao. Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ Thánh Linh ta trên các đầy tớ trai và gái ta và họ sẽ nói tiên tri. Ta lại sẽ làm các phép màu ở trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng sẽ hóa ra máu trước ngày vĩ đại và vinh quang của Chúa đến, và ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Thưa đồng bào Israel, xin hãy nghe tôi nói đây. Đức Chúa Giêsu người Nazareth đã được Đức Chúa Trời xác chứng trước anh em bằng những việc quyền năng, các phép màu và dấu lạ. Qua Ngài, Đức Chúa Trời đã thực hiện những điều đó giữa anh em như chính anh em đều biết rõ. Ngài đã bị phản nộp theo kế hoạch đã định và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ông đã mượn tay những kẻ gian ác đóng đinh Ngài trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, giải thoát Ngài khỏi nỗi thống khổ của sự chết, vì nó không thể cầm giữ Ngài được. Bởi David có nói về Ngài: tôi luôn thấy Chúa ở trước mặt tôi. Vì Ngài ở bên phải tôi nên tôi không hề bị rúng động. Do đó lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ và thể xác tôi cũng sẽ an nghỉ trong hy vọng. Vì Chúa sẽ không bỏ linh hồn tôi nơi âm phủ, cũng không để cho đấng thánh của Ngài thấy sự hư nát. Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống, cũng sẽ khiến tôi tràn đầy niềm vui trước mặt Ngài. Thưa anh em, tôi có thể nói quả quyết với anh em rằng tổ phụ David là người đã chết, được an táng và hiện nay ngôi mộ của người vẫn còn ở giữa chúng ta. Nhưng người là một nhà tiên tri, biết Đức Chúa Trời đã thề hứa rằng Ngài sẽ đặt một người thuộc dòng dõi người ngồi trên ngai mình. Do đó, người đã thấy trước và nói về sự sống lại của Đấng Christ rằng: Ngài chẳng bị bỏ nơi âm phủ, thân thể Ngài chẳng thấy sự rửa nát. Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Giêsu này sống lại, tất cả chúng tôi đều làm nhân chứng về điều đó. Vậy sau khi đã được tôn cao ở bên phải Đức Chúa Trời và đã nhận lãnh lời hứa về Đức Thánh Linh từ nơi Cha, Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như anh em đang thấy và nghe. Vì vua David chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói: Chúa đã phán với Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên phải ta cho đến khi nào ta đặt các kẻ thù con làm bệ chân cho con. Vì thế cả nhà Israel hãy biết chắc rằng Đức Chúa Giêsu này, đấng mà anh em đã đóng đinh trên thập tự giá, đã được Đức Chúa Trời tôn làm Chúa và Đấng Christ. Khi nghe điều ấy, lòng đau như cắt, họ liền hỏi Phêrô và các sứ đồ khác rằng: các anh ơi, chúng tôi phải làm gì đây? Phêrô trả lời: hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Giêsu nhận báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh. Vì lời hứa đó dành cho anh em, cho con cháu anh em và cho tất cả mọi người ở xa, tức là tất cả những người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ kêu gọi. Phêrô lại lấy nhiều lời làm chứng mà thúc giục họ rằng: anh em hãy cứu lấy mình thoát khỏi thế hệ gian tà này. Vậy những người tiếp nhận lời đó đều nhận báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Đây là bài giảng đầu tiên của cuộc đời Phêrô. Anh chị em bắt đầu suy nghĩ này: từ một kẻ chối Chúa, 3 lần chối không biết Chúa,
và thậm chí ở lần thứ ba vừa rủa vừa thề rằng mình không biết Chúa. Nhưng bây giờ sau khi mà Phi-rơ đã thật sự ăn năn với Chúa, và đặc biệt là khi mà Phi-rơ đã kinh nghiệm điều mà Kinh Thánh gọi là sự đầy dẫy Thánh Linh, thì ông giống như một con người được lột xác vậy. Anh chị em thấy hai hình ảnh rất là khác nhau. Hình ảnh của một con người hèn nhát bất trung, chối Chúa, chối người thầy đã hết lòng yêu thương dạy dỗ mình. Và bây giờ là hình ảnh của một con người đầy can đảm, không còn run rẩy, không còn sợ hãi. Phi-rơ đã đứng lên như một người hùng của đức tin ở trong ngày trọng đại này. Sau khi kinh nghiệm sự đổ đầy Thánh Linh, kinh nghiệm quyền năng của Chúa vận hành ở trong đời sống mình, ông đứng dậy giảng bài giảng đầu tiên, và cái kết quả là trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Thật là tuyệt vời, một sự thay đổi ngoạn mục. Và không chỉ có Phi-rơ, chúng ta biết rằng tất cả những người được đổ đầy Thánh Linh đều trở nên can đảm và dạng dĩ. Và chúng ta thấy ngay trên phòng cao Jerusalem, họ đã được Chúa ban cho tiếng lạ, và họ đã cầu nguyện, họ đã cảm tạ Chúa, họ đã chúc tụng Chúa, họ đã nói những lời cao động bằng thứ tiếng mà Đức Thánh Linh ban cho. Và chúng ta thấy những người thuộc các dân tộc khác nhau, thuộc các thứ tiếng khác nhau đã nghe được những thứ tiếng này và họ cảm thấy rất là sửng sốt. Chúng ta đọc từ câu 5: bấy giờ có những người Do Thái sùng đạo từ các dân trong thiên hạ về, đang lưu trú tại Jerusalem. Khi nghe tiếng ấy, dân chúng kéo đến và sửng sốt, vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng bản xứ của mình. Họ rất ngạc nhiên và hỏi nhau: tất cả những người đang nói đó không phải là người Galilee sao? Vậy sao mỗi người chúng ta đều nghe họ nói tiếng bản xứ của mình? Nào người Bạc Thê, Medi, Elamit, kẻ ở tại Mesopotamia, Jude, Cappadoc, Pont, Asia, Phrygia, Pamphili, Ai Cập, các nước thuộc Libya gần Siren, nào du khách từ Roma đến, cả người Do Thái hoặc người theo đạo Do Thái, người Cơ Đốc và Ả Rập nữa, chúng ta đều nghe họ dùng ngôn ngữ chúng ta mà nói về những việc quyền năng của Đức Chúa Trời. Lúc bây giờ Chúa đã ban cho những con người này những thứ ngoại ngữ. Như vậy thì trong trường hợp này tiếng lạ không phải là tiếng thiên sứ mà là ngoại ngữ. Nhân đây nhắc lại một lần nữa, tiếng lạ có hai loại. Một là tiếng thiên sứ, đó chính là điều mà sứ đồ Phaolô đã nhắc đến ở trong Côrintô thứ nhất chương 13, phải không? Còn ở đây chắc chắn là ngoại ngữ, bởi vì những người nói ngôn ngữ này họ nghe và họ hiểu được, và họ thấy rằng chúng ta đều nghe họ dùng ngôn ngữ chúng ta mà nói về những việc quyền năng của Đức Chúa Trời. Tập thể khoảng 120 con người này đang nói về những công việc quyền năng của Đức Chúa Trời, và tiếng nói rất là lớn, nó đầy uy lực, nó vang vọng ra. Lúc đó không có hệ thống âm thanh như chúng ta ngày hôm nay, nhưng mà chúng ta thấy đã có một sự rung động và tiếng ấy vang ra và nhiều người bắt đầu chạy đến. Và chúng ta thấy là có nhiều người họ đã chế giễu, họ nói rằng mấy cái người này say rượu mới đó. Và đó chính là lúc mà sứ đồ Phi-rơ đã đứng lên như một anh hùng đức tin, và ông đã giảng bài giảng đầu tiên của cuộc đời ông. Ông đã giảng trong sự vận hành của Chúa Thánh Linh, và lời giảng của ông đã khiến cho những người nghe đó sẵn sàng mở toang lòng của mình ra để tiếp nhận Chúa. Và họ đã hỏi rằng: các anh ơi, chúng tôi phải làm gì đây? Và rồi họ được hướng dẫn để tiếp nhận Chúa. Mà chúng ta hãy để ý những lời này ở trong câu 38. Phi-rơ trả lời: hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu nhận báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh. Vì lời hứa đó dành cho anh em, cho con cháu anh em và cho tất cả mọi người ở xa, tức là tất cả những người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ kêu gọi. Những người ở xa này có chúng ta không?
Có nói đến chúng ta không? Có nói đến chúng ta. Như vậy thì lời hứa đó tóm lại là dành cho tất cả những ai mà Đức Chúa Trời kêu gọi. Tôi hiểu như thế này: Đức Chúa Trời luôn ban cơ hội cho tất cả mọi người. Thật sự Ngài muốn kêu gọi tất cả mọi người đến với Ngài. Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Ngài kêu gọi tất cả mọi người, Ngài không thiên vị ai. Và lời hứa này không chỉ dành cho những người lúc bấy giờ, nhưng mà cũng dành cho chúng ta ngày hôm nay nữa. Nhưng mà trước hết chúng ta cần phải ăn năn. Như Phi-e-rơ, chúng ta cần phải ăn năn. Thưa anh chị em, anh chị em có nhìn nhận những yếu đuối trong đời sống của mình không? Anh chị em có thấy rằng về mặt nhận thức chúng ta vẫn biết rằng đáng ra mình phải mạnh mẽ hơn bây giờ, đáng ra mình phải thờ phượng Chúa hết lòng, đáng ra mình phải phục vụ Chúa hết lòng, nhưng mà rõ ràng chúng ta đang thiếu một cái gì đó, phải không? Thiếu một cái gì đó. Không phải là chúng ta không được dạy lời Chúa, chúng ta được dạy rất là kỹ lưỡng, chúng ta biết lời Chúa rất là nhiều, phải không? Nhưng vấn đề ở chỗ là trong cuộc sống thực tế của chúng ta, nếu chúng ta chân thành đủ, nếu chúng ta khiêm nhường đủ, thì chúng ta nhận ra rằng mình rất yếu đuối, mình không ổn định một chút xíu nào cả. Nay thì mình thế này, mai thì mình thế kia, mình thay đổi soành soạch không phải theo chiều hướng tích cực mà theo chiều hướng tiêu cực. Chúng ta vẫn biết rằng mình cần phải đi đến nhà Chúa và bước vào trong cuộc thờ phượng Chúa một cách nghiêm túc, đúng giờ. Chúng ta vẫn biết rằng mình nên trung tín có mặt trong các cuộc thờ phượng để hết lòng thờ phượng Chúa. Chúng ta vẫn biết rằng mình được kêu gọi để bước vào các vị trí khác nhau trong hội thánh để có thể cùng với anh chị em mình phục vụ Chúa. Chúng ta vẫn biết. Nhưng có điều gì đó còn thiếu trong chúng ta. Và vì thiếu điều đó cho nên nhiều người vẫn cứ đi trễ, hết ngày này qua ngày khác, vẫn biết mình sai nhưng không thể sửa cái sai đó. Có nhiều người vẫn biết rằng mình không nên tùy tiện bỏ nhóm, nhưng rồi thấy mình cứ tùy tiện bỏ nhóm hết lần này tới lần khác. Có những người vẫn biết rằng mình cần phải thờ phượng Chúa hết lòng. Khi mình đứng trong sự ngợi khen thờ phượng, mình cần phải tập trung vào Chúa, mình cần phải có một sự bày tỏ lòng nhiệt thành. Mình ước ao rằng mình cảm nhận được sự ngọt ngào, nhưng mình không cảm nhận được sự ngọt ngào nào cả. Mình cứ thấy cái gì đó nó trơ liền, mình cứ cảm thấy một cái gì đó nó thật sự trống rỗng. Và đến một lúc nào đó, thậm chí mình không còn muốn bước vào trong cái cuộc thờ phượng đó nữa. Có những người vẫn ý thức rằng lẽ ra mình nên cùng đứng với các anh chị em trong hội thánh để phục vụ Chúa. Mình có thể phục vụ trong lĩnh vực này, lĩnh vực nọ, lĩnh vực kia. Vẫn biết, về mặt lý trí vẫn biết, nhưng có gì đó đang cầm giữ mình lại. Mình vẫn không muốn dấn thân, mình vẫn cứ tiếp tục sống cuộc đời riêng của mình. Và rồi mình cứ tiếp tục loay hoay bên những cái nan đề của cuộc sống. Nào là bệnh tật ốm đau, thiếu thốn tài chánh, gặp những khó khăn bực bội ở trong công việc, xung đột với người này, xung đột với người kia. Đó là một cái vòng lẩn quẩn. Chúng ta muốn thoát ra khỏi, nhưng mà chúng ta vẫn chưa thể thoát ra khỏi. Cái sự trì trệ nó vẫn còn đó. Có những sự lo lắng, có những sự sợ hãi nó vẫn còn đó. Và nhiều điều tiêu cực khác nữa trong đời sống của chúng ta. Chúng ta thật sự rất muốn bứt phá, nhưng mà chúng ta không bứt phá nổi. Chúng ta chỉ có khao khát về mặt lý trí, về suy nghĩ thôi. Mình nghĩ là lẽ ra mình nên khao khát, nhưng nó không thật sự là một nỗi khao khát xuất phát từ tấm lòng của chúng ta và trở nên một động lực để thúc đẩy chúng ta. Chúng ta đang thiếu một điều gì đó. Và cái điều gì đó chính là kinh nghiệm phòng cao Jerusalem được chép ở trong Công vụ chương 2 từ câu 1 đến câu 4. Đã đến lúc chúng ta cần kinh nghiệm điều đó. Tôi thưa với anh chị em một điều rằng khi tôi chưa thật sự kinh nghiệm
những công việc quyền năng như thế này thì tôi cũng giống như anh chị em thôi. Tôi không có nhiệt huyết, tôi không có lửa trong lòng, tôi không có khát vọng, tôi không có can đảm, tôi không dám làm gì và tôi không muốn làm gì. Tôi sống trong sự lo lắng, tôi sống trong sự sợ hãi, tôi sống trong bệnh tật, lúc nào cũng bệnh tật, yếu đuối phạm tội, bệnh tật yếu đuối phạm tội. Tôi vẫn còn nhớ những ngày tháng tồi tệ, kể cả khi mình đã là một giảng viên đại học. Thật sự không ai nghĩ rằng đời sống mình giống như một miếng vải rách, cảm thấy lúc nào cũng mệt mỏi, cảm thấy mình không có động lực, cảm thấy chán nản. Lúc đó đi nhà thờ thì vẫn cứ đi đều đặn, thậm chí tôi rất siêng năng, không chỉ là đi ở trong buổi sáng chủ nhật mà tôi còn tham gia các ban ngành khác nhau và lúc nào cũng có mặt. Nhưng mà tôi biết rằng tất cả những cái điều đó nó chỉ là tôn giáo thôi, nó không đem đến một sự ngọt ngào nào cho tâm linh của tôi, nó không đem đến một cái quyền năng gì để giúp đỡ cuộc đời tôi bứt phá và tiến lên. Không, nó làm cho tôi cảm thấy càng ngày càng chán ghét chính bản thân của mình. Và có một lần nào tôi sụt xuống và tôi cảm thấy mình như một miếng vải rách. Nhưng cảm ơn Chúa vì Ngài đã tìm và cứu tôi. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi có cơ hội được bứt phá trong cuộc đời. Và tôi cảm ơn Chúa vì những giây phút mà khi tôi đối diện với lời của Chúa chỉ qua một cái đĩa MP3 thôi, nhưng mà tôi đã thật sự khao khát, thật sự khao khát. Tôi không biết, tôi không thể nhớ chính xác tất cả những gì mình đã thật sự nói với Chúa lúc đó, nhưng mà tự trung là như thế này: tôi ăn năn với Chúa, tôi thật sự hạ mình ăn năn với Chúa và nhìn nhận những sai lầm, những yếu kém, những điều tồi tệ ở trong đời sống của mình. Và rồi tôi thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con cần Ngài, con khao khát những điều mà Ngài hứa ban cho con. Từ sự chữa lành của Chúa cho tất cả những bệnh tật mà con đã phải mang từ thuở ấu thơ cho tới bây giờ, cho tới sự đổ đầy Thánh Linh, để có thể kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, để có thể kinh nghiệm mình được biến đổi từ bên trong và mình trở thành con người khác hoàn toàn. Tôi không thể nào quên được những giây phút đó. Tôi đã trở thành một con người rất chân thành. Tôi đã tan vỡ tấm lòng của mình ra. Tôi đã khóc với Chúa. Tôi đã cầu nguyện, tôi đã công bố. Thậm chí tôi đã kêu gào với tất cả đức tin của mình. Và cảm ơn Chúa, tôi đã kinh nghiệm sự chữa lành tuyệt vời. Tôi cảm nhận có một quyền năng từ trên cao giáng xuống. Một quyền năng từ trên cao giáng xuống. Và ngay lập tức tôi kinh nghiệm sự chữa lành hoàn toàn từ đỉnh đầu đến gót chân. Và năm sau sẽ là năm tôi kỷ niệm đúng 20 năm tôi được chữa lành hoàn toàn và không phải uống một viên thuốc nào. Chúa không chỉ chữa lành cho tôi mà Chúa đã khiến tôi trở thành một con người khác với con người trước đó. Tôi không biết từ bao giờ mình trở nên can đảm, mình trở nên dũng cảm, mình không còn sợ chết, mình không còn sợ đói, mình không còn sợ bệnh tật, mình không còn sợ tai nạn, mình không còn sợ bị người khác bỏ rơi mình. Có một ngọn lửa, thật sự có một ngọn lửa đã đến trên tôi. Một ngọn lửa của sự nhiệt thành, nó đã đến một lần ở trên tôi và nó vẫn còn cho tới ngày hôm nay, mà nó không hề bị lui đi, mà nó càng ngày nó càng bùng mở. Bây giờ nó không còn là một ngọn lửa nữa, tôi nghĩ nó là một lò lửa thậm chí. Làm sao để chúng ta có thể kinh nghiệm được điều đó? Làm sao để từ một kẻ chối Chúa mà chúng ta có được một vị sứ đồ đầy quyền năng mà Kinh Thánh ghi lại? Thưa anh chị em, chúng ta phải bắt đầu bằng sự ăn năn thật. Judas Iscariot bán Chúa và sau đó chọn thắt cổ tự tử. Phi-e-rơ chối
một sự khác biệt hoàn toàn giữa Phi-e-rơ và Judas Iscariot. Phi-e-rơ đã chọn ăn năn một cách chân thành, và chính nhờ sự ăn năn này ông đã nhận được sự thứ tha của Chúa, và rồi ông đã được Chúa lựa chọn để trở thành một công cụ sắc bén trong tay của Ngài để làm những công việc thật quyền năng. Anh chị em ơi, hãy suy nghĩ về con người Phi-e-rơ này, hãy suy nghĩ về những biến cố trong cuộc đời ông, hãy suy nghĩ về sự va vấp của ông, sự phạm tội của ông, cho đến những chiến công lẫy lừng mà Chúa ban cho ông, để rồi từ đó chúng ta có thể áp dụng vào trong chính cuộc đời của mình, để chúng ta thấy cuộc đời của mình hoàn toàn khác hẳn. Tôi kêu gọi anh chị em, tôi khích lệ anh chị em, thậm chí nếu cần thiết tôi sẽ gào thét lên với anh chị em, anh chị em ơi, vì chính cuộc đời mình, hãy bắt đầu như cách mà Phi-e-rơ bắt đầu, hãy bước đi như cách mà Phi-e-rơ đã bước đi, để rồi chúng ta có thể kinh nghiệm một cuộc đời khác biệt. Chúng ta đừng chấp nhận một cuộc đời mà tối ngày chúng ta cứ phải loay hoay trong những nan đề cá nhân nữa. Chúng ta là con của Chúa mà, là đấng toàn năng mà, là đấng chiến thắng mà. Có bao giờ chúng ta cảm thấy xấu hổ sau khi chúng ta nói với người khác mà chúng ta nhìn lại mình trước? Có bao giờ chúng ta cảm thấy xấu hổ không? Chúng ta nói Chúa thế này thế nọ, nhưng nhìn lại chúng ta không có những nét đó. Chúng ta không trở thành một sự minh chứng để thuyết phục cho những gì chúng ta vừa mới nói. Và tôi ước gì chúng ta dẹp bỏ sự tự ái của mình đi, dẹp bỏ cái tôi của mình đi, và chúng ta thật sự cảm thấy đau đớn về chính thái độ sống của mình. Chúng ta cảm thấy đau đớn về những ngày tháng mà chúng ta đã sống rất hờ hững. Chúng ta cảm thấy đau đớn về những ngày tháng mà chúng ta sống rất vô cảm. Chúng ta cảm thấy đau đớn về những ngày tháng mà chúng ta sống xa cách Chúa mà cứ tưởng rằng mình gần Chúa. Tất cả những điều đó cộng lại khiến cho chúng ta cứ sống mãi một cuộc đời thấp hèn. Chúng ta không thể kinh nghiệm được những điều tuyệt vời mà Cha đã hứa. Có bao nhiêu người trong chúng ta đã có một quyết định rằng hôm nay tôi muốn gác bỏ tất cả mọi sự qua một bên để tôi tìm kiếm Chúa, để tôi có thể rơ đụng được quyền năng lớn lao vĩ đại của Ngài. Tôi không muốn sống một đời sống hèn yếu nữa. Tôi không muốn sống một đời sống mà nó quá thấp so với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của tôi nữa. Không, tôi không muốn. Tôi muốn kinh nghiệm những gì mà những người thánh ngày xưa đã từng kinh nghiệm. Tôi muốn kinh nghiệm những gì mà sứ đồ Phi-e-rơ đã từng kinh nghiệm. Tôi ước gì anh chị em một lúc nào đó bắt đầu suy nghĩ như vậy, và thậm chí nói ra, và càng nói thì càng thấy có một ngọn lửa bùng lên, bùng lên, bùng lên, và rồi chúng ta càng khao khát hơn, khao khát hơn, khao khát hơn, cho tới khi mà chúng ta thật sự nhận được quyền phép từ trên cao. Tôi xin thưa với anh chị em điều này. Có những sự dạy dỗ rất là sai trật, có những cái lời đồn đoán trong Cơ Đốc giới rất là sai trật. Nó làm cho người ta đánh mất đi cái món quà mà lẽ ra họ đã nhận được từ lâu. Đó là gì anh chị em biết không? Tôi đã từng nghe nhiều người nói với tôi cái này này. Cứ tới cái chỗ đó, và chỉ cần tới cái chỗ đó thôi, chỉ cần tới chỗ đó thôi, được ai đó đặt tay lên chúng ta thôi, thì chúng ta sẽ được đầy dẫy Thánh Linh. Tôi đã từng có một thời gian mà ai rủ tôi đi tới chỗ nào mà nói là được Thánh Linh thăm viếng, được đầy dẫy Thánh Linh, thì tôi đều đi hết. Đi tới Cà Mau tôi cũng đi nữa, đi đâu tôi cũng đi hết. Mà tại những cái nơi đó tôi đã từng chứng kiến những con người, họ không có hiểu ớt giáp gì cả, họ không biết gì cả, họ không có lời Chúa, họ không có được giải thích đúng đắn. Họ chỉ đơn giản là tò mò để tìm, để xem những hiện tượng lạ. Và rồi những người đó cũng được kết luận là họ được đầy dẫy Thánh Linh. Và ai đi đến những sự kiện đó trở về cũng tuyên bố rằng mình đã được đầy dẫy Thánh Linh. Nhưng bản thân của tôi là rất trung thực. Tôi đã đi đến nhiều sự kiện như vậy, nhưng mà sau này ai hỏi tôi thì tôi nói là tôi chưa có kinh nghiệm được. Tôi chưa có kinh nghiệm được gì điều gì cả. Vì mình chưa thật sự kinh nghiệm được. Nhưng mà nhiều người họ cứ nói là tôi đã được đầy dẫy Thánh Linh, tôi đã được đầy dẫy Thánh Linh.
tắc. Nếu như bạn không khao khát thì bạn sẽ không được ở đây. Bởi vì lời Chúa nói rằng Chúa rót nước trên người khát khao. Nếu chúng ta không khao khát, Chúa sẽ không đổ đầy. Chúa có dư quyền năng để tuôn đổ xuống cho cả nhân loại. Nhưng mà nếu chúng ta không khao khát, chúng ta sẽ không nhận được. Cũng giống như việc đặt tay công bố sự chữa lành thôi. Giống như trong cái công tác chữa lành, tôi nói với anh chị em là có những người mà chúng ta có thể đặt tay trực tiếp trên họ và công bố không biết bao nhiêu lần, nhưng họ không lành là không lành. Nhưng mà cũng có những người không được đặt tay vì nhiều lý do khác nhau. Đôi khi họ chỉ nghe chúng ta nói một điều gì đó, cầu nguyện một điều gì đó, công bố một điều gì đó, nói một điều gì đó có ý nghĩa trong đức tin, nhưng mà họ nắm lấy điều đó, họ tin, họ khao khát và họ nhận được sự chữa lành. Sự khác biệt nằm ở chỗ khao khát hay là không khao khát. Những con người này họ nhận được vì họ khao khát. Và bằng chứng của sự khao khát là gì? Họ đã bỏ công ăn việc làm của họ. Trong khoảng 10 ngày họ đã nhóm họp lại, họ hết lòng thờ phượng Chúa, họ hết lòng tìm kiếm Chúa, họ hết lòng cầu nguyện với Chúa. Có lẽ trong ngày thứ nhất họ đã mong đợi rằng họ kinh nghiệm được điều Cha đã hứa. Nhưng rồi ngày thứ nhất trôi qua. Nhưng rồi ngày thứ nhất trôi qua mà chưa có chuyện gì xảy ra cả. Những con người này nói với nhau rằng nào chúng ta hãy cùng tiếp tục tìm kiếm Chúa nữa. Hãy tiếp tục chờ đợi. Vì Ngài đã nói rằng điều Cha đã hứa nhất định sẽ đến. Ngài đã bảo là hãy đợi trong thành. Ngài bảo chúng ta phải biết chờ đợi. Ngày thứ hai trôi qua vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Và cũng có thể có những người cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ. Nhưng mà tôi tin là lúc đó họ đã khích lệ nhau. Nào chúng ta hãy tiếp tục tìm kiếm Chúa. Nào chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi Chúa. Chúa đã hứa và Ngài nhất định sẽ làm. Điều Cha đã hứa nhất định sẽ đến trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hãy bước vào ngày thứ ba. Ngày thứ ba vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Và họ khích lệ nhau tiếp tục bước vào ngày thứ tư. Ngày thứ tư vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Họ tiếp tục khích lệ nhau bước vào ngày thứ năm, rồi ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, ngày thứ chín. Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Và đến ngày lễ của tôi, ngày thứ mười, là thời điểm mà Đức Chúa Trời thấy thích hợp. Căn phòng đang đóng kín mít ấy, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng gió thổi ào ào và có những lưỡi lửa đậu trên mỗi người. Chúa Thánh Linh đã được tuôn đổ xuống. Và tất cả đều nhận được sự đầy dẫy Thánh Linh. Họ giống như những con người được lột xác vậy đó. Họ không còn là những con người hèn yếu, không còn là những con người sợ hãi nữa. Họ không còn sợ bị người La Mã bắt nữa. Họ cũng không sợ bị người Do Thái bắt nữa. Họ không sợ bị ném đá nữa. Họ không sợ bị dèm che nữa. Họ không sợ bất cứ thứ gì nữa. Bằng ngôn ngữ mà Chúa Thánh Linh ban cho họ, họ bắt đầu nói những điều cao trọng trong đức tin. Họ đã có những lời cảm tạ, những lời ngợi khen, những lời chúc tụng, những lời của đức tin. Và tiếng nói của họ đầy tự hào vang vọng. Và rất nhiều người từ khắp các nơi đã nghe được, đã nghe được, đã nghe được và chạy đến, và chạy đến, và chạy đến, và chạy đến. Và Phi-rơ đã đứng lên giảng một bài giảng thật là mạnh mẽ, thật là thẳng thắn. Trước đây ông đã chối Chúa 3 lần, nhưng bây giờ chúng ta thấy ông liên tục nói về Chúa Giê-xu. Ông liên tục nói về Chúa Giê-xu, nói một cách thẳng thắn, nói một cách thẳng thắn, nói một cách thẳng thắn. Và nếu chúng ta đọc ở trong Phong Vụ chương 3 từ câu 1 đến câu 8 thì chúng ta thấy rằng Chúa đã dùng Phi-rơ và Giăng, và Phi-rơ chính là người trực tiếp có những lời nói, có những lời công bố. Và người què từ thuở mới sinh ra đã được chữa lành, đúng không? Cái người què ở cửa đẹp, đây là người mà cả lời đi ăn xin. Nhưng bây giờ Phi-rơ đầy dẫy Thánh Linh cùng với sứ đồ Giăng được Chúa sử dụng. Điều mà ông nói gây ấn tượng cho tôi: bạc vàng ta không có,
Nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi. Sau đó thì cái người què đó được chữa lành, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen chức tụng của Chúa Trời. Thật là tuyệt vời. Bạc vàng ta không có, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Thật là tuyệt vời. Sứ đồ Phi-rơ không có bạc vàng, nhưng mà ông có cái điều còn quý hơn biết bao so với bạc vàng. Bạc vàng không thể đem lại sự chữa lành cho người què từ thuở mới sinh ra này, nhưng mà sự công bố mạnh mẽ trong đức tin nhân danh Chúa Jesus Christ ở Nazareth đã khiến cho người què từ thuở mới sinh ra được chữa lành ngay lập tức. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Và chúng ta biết rằng sứ đồ Phi-rơ quyền năng đến nỗi mà cái bóng của ông thôi lúc bây giờ cái bóng của ông thôi đi ngang qua cái người bị bệnh đó, người ta cũng có thể được chữa lành được. Thật là tuyệt vời, thưa anh chị. Hai hình ảnh quá khác biệt. Hình ảnh của một kẻ chối Chúa, một kẻ khiếp nhược, một kẻ hèn, và hình ảnh của một vị tướng tiên phong ở trong lĩnh vực đức tin. Hình ảnh của một vị tướng tiên phong oai phong lẫm liệt công bố danh Giê-xu ở Nazareth với tất cả niềm tự hào, với tất cả đức tin của mình, và phép lạ xảy ra. Ôi anh chị em ơi, điều này rất là quan trọng. Niềm tự hào của chúng ta khi chúng ta công bố, đức tin của chúng ta khi chúng ta công bố là rất quan trọng. Tôi có vinh hạnh kinh nghiệm một số điều mà Phi-rơ đã từng kinh nghiệm. Nếu như Phi-rơ kinh nghiệm việc Chúa dùng mình để khiến cho người què ở cửa đẹp này có thể đứng dậy và bước đi, tôi cũng được vinh hạnh kinh nghiệm một người ngồi xe lăn 4 năm trời trong tình trạng tiểu đường thời kỳ cuối có thể đứng dậy và bước đi. Đó là Chúa của chúng ta. Chúng ta là những con người bất toàn, nhưng khi chúng ta khao khát Chúa, khi chúng ta tin cậy Chúa, khi chúng ta sẵn lòng để cho Chúa sử dụng cuộc đời chúng ta, thì chúng ta có thể kinh nghiệm được những việc lớn và khó là những việc chúng ta chưa từng biết, thưa anh chị em. Hãy khao khát, hãy khao khát, hãy khao khát. Khi Chúa Thánh Linh giáng trên chúng ta thì chúng ta sẽ nhận lấy gì? Chúng ta sẽ nhận lấy quyền năng. Và chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ trở thành chứng nhân cho Chúa tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samaria cho đến cùng cái đất. Cái này là Chúa đang nói với các môn đồ lúc bấy giờ. Nhưng mà nếu Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta nên hiểu về mặt bản chất thôi, chứ đừng có hiểu là mình cũng phải liên hệ tới vấn đề Jerusalem hay là Jude, Samaria gì đây. Vì chúng ta là người Việt Nam, chúng ta đang ở Việt Nam, chúng ta có thể hiểu như thế này. Nếu như chúng ta thật sự khao khát, chúng ta chờ đợi đủ, chúng ta tìm kiếm đủ, và rồi chúng ta bắt đầu được đổ đầy Thánh Linh, và chúng ta đang ở đây, số 10 đường số 4 khu phố 7 thì mình tranh thủ đất, thì chúng ta có thể nói như thế này: nếu Chúa Thánh Linh giáng trên chúng ta thì chúng ta đây sẽ nhận lấy quyền năng, và chúng ta sẽ làm chứng nhân ngay từ chỗ này, và từ chỗ này lan tỏa đi khắp mọi nơi. Chúng ta hoàn toàn có quyền tin điều đó. Amen không chị? Ngay từ nơi chúng ta đang nhóm lại đi, chúng ta bắt đầu kinh nghiệm được điều mà Chúa làm, và rồi điều đó cứ lan tỏa đi khắp nơi. Chúa muốn sử dụng cả hội thánh để có thể tạo nên một sức mạnh thật lớn, để có thể lan tỏa phúc âm quyền năng của Ngài đi khắp mọi nơi. Và anh chị em có khao khát, có sẵn sàng để Chúa làm điều đó cho hội thánh chúng ta không? Nếu tôi là anh chị em, tôi nói amen, bởi vì tôi khao khát. Tôi tìm thấy một điều thế này: những người khao khát họ không bao giờ nói lý nhí trong miệng. Tôi chưa bao giờ thấy một người khao khát nào mà là lý nhí trong miệng. Tôi chưa bao giờ thấy một người phấn khích nào mà là lý nhí trong miệng cả. Tại sao chúng ta đi xem bóng đá thì cái miệng chúng ta rất lớn, nhưng nói cái gì về Chúa thì chúng ta lại lý nhí trong miệng? Cho tới ngày nào mà chúng ta thật sự quỳ gối xuống, quỳ mọt trước mặt Chúa và thừa nhận rằng: Chúa ơi, con yếu đuối, Chúa ơi, con sai, Chúa ơi, con bất công với Ngài, Chúa ơi, con nguội lạnh, thậm chí Chúa ơi, con là kẻ bất trung. Cho tới ngày nào chúng ta chợt nhận ra và chúng ta hạ mình xuống và thừa nhận tất cả những điều đó, thì tôi nói với anh chị em rằng
đó hoàn toàn có thể là ngày mà chúng ta nhận được sự đổ đầy Thánh Linh. Vì Ngài chỉ rót nước cho người khát khao thôi. Ngài không thể rót cho những con người mà cứ trơ từ trong cái tâm linh của họ có cái gì đó nó rất là trơ thì Ngài không thể rót cho những con người đó được. Ngài chỉ rót cho những con người mà sẵn sàng nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con thật sự cần Ngài. Chúa ơi, con khao khát Ngài. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa và hãy để cho lời Chúa khuấy động, bắt đầu khuấy động từ trong tâm trí của chúng ta, rồi hãy để cho lời Chúa khuấy động trong tấm lòng của chúng ta. Hãy để cho lời của Chúa khuấy động và chúng ta bắt đầu cầu nguyện một cách khôn ngoan theo sự dạy dỗ của lời Chúa, để rồi Thánh Linh có thể thật sự đến ở trên chúng ta. Và khi Thánh Linh thật sự đến trên chúng ta, khi Thánh Linh thật sự được đầy dậy ở trong chúng ta, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy có một cái động lực, có một cái ngọn lửa, có một cái gì đó nó khác với mọi ngày. Tự nhiên hôm nay mình muốn đi đến hội thánh để thờ phượng Chúa một cách sớm sủa, mình không còn muốn thể lãi nữa. Tự nhiên hôm nay mình muốn làm cái gì đó, mình khao khát, mình háo hức, mình chờ đợi đến tôi muốn làm một cái gì đó cho Chúa, tôi muốn làm cái gì đó để đóng góp vào trong công việc của hội thánh hôm nay, tôi muốn làm, sẽ có một động lực trong mọi việc chúng ta làm. Và khi chúng ta thức dậy sớm thì chúng ta cảm thấy rằng đó không phải là một công tác khó khăn. Chúng ta luôn cảm thấy sung sướng khi thức dậy sớm. Tôi nói thật với anh chị em, mỗi một lúc mà tôi được thức dậy sớm, tôi nói với anh chị là được thức dậy sớm, bởi vì không phải lúc nào muốn thức dậy sớm thì thức dậy sớm. Mấy ngày vừa qua tôi có muốn thức dậy sớm thì cũng không được. Tại vì có những lúc mà tôi phải nằm đó để trông chừng con của tôi, nằm đó để coi vợ mình có cần mình giúp cái gì hay không. Tôi phải nằm đó. Chứ còn nếu tôi được lựa chọn, tôi khao khát chạy đến cái chỗ của mình, thậm chí chạy qua bên Vạn Phúc là cái nơi yêu thích của tôi đó, để tôi kêu gào với Chúa. Nhưng mà cái hoàn cảnh đó, mình phải ở nhà mình chăm sóc vợ và các con của mình trong lúc vợ và các con mình đang gặp khó khăn. Anh chị em ơi, tôi ước gì anh chị em bắt đầu ngộ ra một cái điều gì đó rất quan trọng, và anh chị em bắt đầu thể hiện một cái lòng khát khao, để rồi Thánh Linh sẽ thật sự đổ đầy trên chúng ta, và rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm một cuộc đời khác hẳn, và từ đó chúng ta sẽ hiểu ra lý do tại sao nhiều người mà họ có những sự thể hiện như vậy. Khi Thánh Linh đến trên chúng ta nhất định sẽ không còn như trước nữa. Những con người mà cứ như thế từ ngày này qua ngày khác là bởi vì Thánh Linh chưa thật sự đến trên họ. Nếu Thánh Linh đến trên chúng ta sẽ không còn là con người của ngày trước nữa. Có một sự nhiệt thành về tất cả những gì thuộc về Chúa. Nhiệt thành trong từng bài hát, nhiệt thành trong từng lời cầu nguyện, nhiệt thành trong từng cái sự phục vụ trong hội thánh, tất cả mọi thứ khi chúng ta làm, chúng ta cảm thấy có một cái ngọn lửa nhiệt thành ở trong chúng ta để thúc đẩy chúng ta làm tất cả mọi điều đó. Còn nếu không có ngọn lửa đó, đôi khi chúng ta chỉ làm bởi vì đó là trách nhiệm của tôi, tôi phải làm, nếu tôi không làm thì không được. Không, Chúa không muốn chúng ta phục vụ với thái độ đó. Chúa muốn chúng ta phục vụ với một ngọn lửa bên trong chúng ta, một ngọn lửa của sự nhiệt thành. Amen con chị. Amen. Tôi rất là ước ao nhìn thấy một sự khởi sắc giữa vòng hội thánh của chúng ta, và tôi biết rằng trước hết phải có những con người trung thực đủ, khiêm nhường đủ để nhìn nhận những gì sai trật, yếu kém ở trong chính cuộc đời của mình, và thật sự hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa theo cách mà Phi-e-rơ đã từng ăn năn. Ăn năn trước mặt Chúa theo cách mà David đã từng ăn năn. Đức Chúa Trời ơi, tâm thần đau thương thống hối, Chúa không kinh dễ đâu. Một người ăn năn là một người cảm thấy đau thương thống hối, đau đớn về những gì sai trái mà mình đã làm. Điều mà tôi thật sự khao khát nhìn thấy là có những con người ăn năn trong những buổi nhóm ăn năn thật. Tôi có một vài lần nhìn thấy những con người ăn năn, và tôi xin thưa với anh chị em rằng người ta ăn năn và tại sao có hạnh phúc, tôi không hiểu. Người ta ăn năn mà mình hạnh phúc. Có thể ai đó bảo, ủa, mắc gì hạnh phúc? Ủa, ta ăn năn có chuyện của người ta, mắc gì mình hạnh phúc? Nhưng thật sự, tôi ước ao là anh chị em có thể cảm nhận được điều tôi cảm nhận. Người ta ăn năn mà mình hạnh phúc, tại sao? Thật sự tôi cảm nhận được
cái bầu không khí của thiên đàng lúc đó, khi một người ăn năn tôi cảm nhận được sự hài lòng của Đức Chúa Trời, khi một người ăn năn tôi cảm nhận được Đức Chúa Trời đang mỉm cười, khi một người ăn năn tôi cảm nhận được Đức Chúa Trời dang rộng vòng tay như muốn ôm chầm lấy họ, khi một người ăn năn tôi cảm nhận rằng Đức Chúa Trời đang muốn nhấc bổng họ lên ở trên đôi tay của mình. Và đó là một khởi điểm thật tốt cho cuộc đời của chúng ta. Có bao nhiêu người trong chúng ta đã thật sự ăn năn? Đừng sống như những con người chờ đợi đến khi mình bế tắc, mình khó khăn quá, khi bệnh mà nó đau quá mình chịu hết nổi rồi, lúc đó mình mới chịu hướng về Chúa, lúc đó mình mới chịu kêu cầu Chúa, lúc đó mình mới máy móc làm điều này điều nọ. Thật ra nó không phải là vì lòng yêu Chúa, tôn trọng Chúa cái gì cả. Thật ra nó cũng chỉ là sự ích kỷ của mình chỉ vì muốn được hết bệnh thôi, mình chỉ vì muốn được cái này được cái nọ được cái kia thôi. Rồi sau khi mà giải quyết được vấn đề thì mình lại đi con đường của mình và hành xử theo cách của mình, sống theo cách của mình. Mình lại không quan tâm đến Chúa, không quan tâm đến những cảm nhận của Chúa. Tôi muốn nói với anh chị em điều này. Lời Kinh Thánh đã ứng nghiệm hoàn toàn kể từ khi mà cái sự kiện phòng cao Jerusalem xảy ra. Chúa Thánh Linh giáng xuống trên những con người này, biến đổi họ trở nên những con người mới, những con người đầy quyền năng và kết quả cho Chúa, có tầm ảnh hưởng trên cộng đồng, đặc biệt là sứ đồ Phi-e-rơ. Và lời hứa đó tiếp tục dành cho chúng ta, và chúng ta nên nắm bắt lấy từng cơ hội mà Chúa ban cho, để rồi chúng ta có thể kinh nghiệm được điều mà các thánh đồ thuở xưa đã từng kinh nghiệm. Hãy khao khát. Có bao giờ anh chị em từng cầu nguyện rằng Chúa Giêsu ơi, xin đổ đầy Thánh Linh cho con theo cách mà những người ở phòng cao Jerusalem năm xưa đã từng kinh nghiệm? Có bao giờ chúng ta đã từng suy nghĩ đến và cầu nguyện như vậy chưa? Chúng ta đã từng khao khát kinh nghiệm những điều tuyệt vời mà những người thánh trong Kinh Thánh đã từng kinh nghiệm chưa? Tôi ước ao rằng anh chị em bắt đầu hướng tới, bắt đầu suy nghĩ tới và bắt đầu có những lời cầu nguyện khao khát như vậy để Chúa hành động trên đời sống của mình. Đừng hờ hững, đừng vô cảm khi đọc lời của Chúa, khi nghe lời của Chúa. Chúng ta đã đọc biết bao nhiêu phần Kinh Thánh, đọc biết bao nhiêu câu chuyện ở trong Kinh Thánh rồi, nhưng nó còn động lại gì trong cái tâm hồn chúng ta? Có quá nhiều người mà họ không còn gì ở trong tâm hồn của họ bởi vì họ không chú tâm đến. Đối với họ những điều đó không quan trọng. Tôi ước ao rằng anh chị em sẽ khao khát. Tôi ước ao rằng ngay trong thời giờ này có những người nói từ trong cái tấm lòng của mình: Chúa ơi, con khao khát những điều này thật vinh diệu. Con khao khát gió Thánh Linh sẽ thổi ào ào ở trong cuộc đời của con. Con khao khát lửa của Chúa sẽ đến trên con, ngọn lửa của quyền năng, ngọn lửa của sự nhiệt thành. Con khao khát con có thể cầu nguyện bằng những ngôn ngữ mà Chúa ban cho con, để con có thể được tự do hơn trong sự cầu nguyện, để đời sống cầu nguyện con được phong phú hơn, để con có thể kinh nghiệm được những việc lớn và khó. Hallelujah. Hãy khao khát của anh chị em. Nếu chúng ta không khao khát, nếu chúng ta không tìm kiếm Chúa, nếu chúng ta không chờ đợi Chúa mà chúng ta cứ bắt Chúa chạy theo cái lịch trình của chúng ta, thì chúng ta mãi mãi không bao giờ kinh nghiệm được điều Cha đã hứa. Cùng lắm là anh chị em kinh nghiệm được cái việc bước vào thiên đàng một ngày nào đó thôi. Nhưng đó không phải là tất cả ý muốn tốt lành của Cha thiên thượng. Ngài không chỉ muốn chúng ta được cứu rỗi cái tâm linh, mà Ngài còn muốn chúng ta ngay trong những ngày tháng còn sống trên đất, chúng ta sẽ kinh nghiệm được tất cả những lời hứa mà Ngài đã nói rằng Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm. Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm sự chữa lành, Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm sự thành công trong lĩnh vực này, lĩnh vực kia. Nhưng có một điều quan trọng hơn tất cả những điều đó, Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm sự đầy dẫy Thánh Linh. Bởi vì nếu một lúc nào đó chúng ta không đầy dẫy Thánh Linh thì nó sẽ có chỗ cho xác thịt, cho tội lỗi. Mà nếu chúng ta đầy dẫy Thánh Linh thì không có chỗ cho xác thịt, cho tội lỗi. Và không phải khi chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh thì chúng ta sẽ mặc nhiên luôn luôn đầy dẫy Thánh Linh. Tôi cũng muốn anh chị em hiểu một điều, kể cả khi chúng ta đã được đầy dẫy Thánh Linh
chúng ta hoàn toàn có thể bị vơi cạn lúc nào đó. Khi chúng ta không có một cái sự thận trọng trong đời sống tin của chúng ta, khi chúng ta không có sự vâng lời, thì chúng ta sẽ phải đối diện với cái tình trạng vơi cạn dần, và tình trạng khô khan thuộc linh. Và đó là lúc mà chúng ta cần sự tái đổ này. Một con người không thể đảm bảo là lúc nào chúng ta cũng ở trong tình trạng đầy lễ thánh linh. Kể cả khi chúng ta đã kinh nghiệm điều đó rồi, thì không phải mặc nhiên chúng ta luôn luôn đầy lễ thánh linh. Nhưng mà chúng ta cần phải luôn luôn có lời của Chúa được tiếp thêm vào trong tấm lòng của chúng ta như là nhiên liệu để đốt ngọn lửa thánh linh bùng cháy trong chúng ta. Lửa tắt vì thiếu củi. Lời của Chúa nói như vậy. Lửa tắt vì thiếu củi. Nếu chúng ta đang có ngọn lửa thánh linh bùng cháy trong chúng ta rồi, thì chúng ta luôn luôn phải có nhiên liệu, luôn luôn phải có củi. Và củi đó, nhiên liệu đó chính là lời Chúa mà chúng ta đọc mỗi ngày, mà chúng ta suy gẫm mỗi ngày, mà chúng ta lắng nghe mỗi ngày với đức tin. Lời Chúa sẽ là nhiên liệu để ngọn lửa thánh linh bùng cháy trong chúng ta, để rồi dù cho thế cuộc xoay vòng như thế nào, chúng ta vẫn luôn ổn định trong bước đường đức tin của chúng ta. Chúng ta không có trồi lên trục xuống, chúng ta không có nay thì thế này, mai thì thế khác. Tôi kinh nghiệm và tôi biết rằng món quà mà Cha Thiên Thượng ban cho thật là quý báu. Nó khiến chúng ta trở thành một con người khác hẳn. Nó thay đổi chúng ta hoàn toàn về mặt bản chất. Và nó làm cho chúng ta luôn luôn có động lực, có nhiệt huyết trong tất cả mọi việc chúng ta làm. Anh chị em có ước ao mình trở thành một con người đầy nhiệt huyết cho Chúa không? Amen. Anh chị em có ước ao mình có một động lực thật là mạnh mẽ để tiến lên phía trước không? Amen. Cảm ơn Chúa vì anh chị em ước ao. Hôm nay là thời gian thuận tiện để chúng ta có thể kinh nghiệm được điều này. Tôi ước ao rằng chúng ta sẽ áp dụng những gì mà Führer đã làm trong chính cuộc đời thực tế của ông, và chúng ta có thể kinh nghiệm được Chúa một cách thật là sống động. Führer đã từng thất bại, nhưng ông đã ăn năn. Ăn năn một cách chân thành. Và Führer đã trưởng thành hơn qua tất cả những vấp váp của cuộc đời mình. Và rồi ông đã cùng với những người khác khao khát tìm kiếm Chúa, chờ đợi Ngài ở trong phòng cao Jerusalem khoảng 10 ngày. Và rồi cuối cùng ông đã nhận được điều Cha đã hứa cùng với tất cả những người đang thờ phượng Chúa ở trong phòng cao Jerusalem đó. Và rồi ông đã trở thành một người hùng của đức tin. Ông được Chúa dấy lên trong cái ngày tuyệt vời đó, để rồi giảng một bài giảng đầu tiên trong cuộc đời của mình. Và với bài giảng đầu tiên đó có khoảng 3.000 người được cứu vào trong hội thánh. Và rồi ông tiếp tục thể hiện quyền năng thánh linh một cách thật là tuyệt vời, đem đến sự chữa lành cho người này, đem đến sự giải cứu cho người kia. Và ông có sự dạng dĩ khi đứng trước tòa công luận, không sợ những lời ngâm dọa, không sợ bị đánh đập, không sợ bị bắt bỏ tù. Ông vẫn cứ tiếp tục rao giảng bởi ngọn lửa thánh linh thúc đẩy ở trong lòng của ông. Và ông đã từng nói một câu rất nổi tiếng, rất đáng để chúng ta suy nghĩ: chúng tôi phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời các ông. Chúng tôi phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời con người. Cảm ơn Chúa, thật là tuyệt vời. Hallelujah. Tôi biết hầu hết chúng ta ở đây đều là những con người mà cảm biết mình yếu đuối, cảm biết rằng mình thiếu một điều gì đó về mặt lý trí, muốn tiến lên, muốn bứt phá, nhưng vẫn không thể tiến lên, không thể bứt phá được. Vậy thì anh chị em ơi, hôm nay tôi ước ao rằng chúng ta sẽ nắm lấy cơ hội này để bày tỏ lòng khao khát. Có thể lát nữa đây thì chúng ta đứng lên để cầu nguyện. Một số người khi nói điều này: Chúa ơi, con khao khát Ngài. Khi người đó nói điều đó thì hoàn toàn nói trong cái đức tin của mình, và cố gắng để nói, và phải cố gắng chống chọi với những cảm xúc của mình để nói. Bởi vì có cái gì đó cứ chán chán, có cái gì đó nó cứ trì trì, có cái gì đó cứ trễ trễ, có cái gì đó nó dường như cứ ngăn trở một cái cảm xúc, một cái gì đó cứ ngăn trở mình hoài. Thì tôi khích lệ anh chị em hãy tiếp tục nói nữa đi, ở trong đức tin. Bởi vì người công chính sống bởi đức tin. Hãy tiếp tục nói: Chúa ơi, con khao khát Ngài. Chúa ơi, con khao khát được đổ đầy thánh linh. Hãy tiếp tục nói đi.
Nếu anh chị em cứ tiếp tục nói như thế trong đức tin với tất cả sự nghiêm túc của mình, một lúc nào đó tự nhiên anh chị em cảm nhận được một lòng khao khát bùng lên. Đó là quyền năng của Chúa. Đó là cách mà Đức Chúa Trời bắt đầu làm việc ở trên đời sống của anh chị em. Có một cái gì đó bắt đầu khao khát bùng lên, và về mặt cảm xúc anh chị em cũng bắt đầu cảm thấy thật sự khao khát, thật sự ngọt ngào. Và rồi một lúc nào đó có những người sẽ la lên, la lên, la lên, không phải trong sự đau khổ nữa, mà la lên trong sự sung sướng, bởi vì cảm nhận có quyền năng Thánh Linh từ trên trời cao kia giáng xuống trên mình, giáng xuống trên mình, chiếm hữu lên mình. Và thậm chí nhiều người trong chúng ta sẽ bắt đầu làm những công việc quyền năng mà bấy lâu nay mình chưa bao giờ làm. Tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe phần kinh thánh cuối cùng ở trong bài giảng của tôi hôm nay, đó là Công Vụ chương 2 từ câu 42. Các tín hữu chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mối thông công với anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều phép màu và dấu lạ được thực hiện qua các sứ đồ. Tất cả tín hữu đều hiệp lại với nhau và lấy mọi vật làm của chung. Họ bán hết tài sản của cải mình có và phân phát cho nhau tùy theo nhu cầu của mỗi người. Ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ, và từ nhà này đến nhà khác họ bẻ bánh và dùng bữa cùng nhau với lòng vui vẻ chân thành, ca ngợi Đức Chúa Trời và được ơn trước mặt mọi người. Mỗi ngày Chúa thêm số người được cứu và hội thánh. Anh chị em có khao khát chúng ta cùng nhau kinh nghiệm những điều này không? Điều gì đã tạo nên động lực để các tín hữu chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ? Điều gì đã thúc đẩy họ trong mối thông công với anh em mình? Điều gì đã thúc đẩy họ trung tín dự lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện? Điều gì đã khiến cho những dấu kỳ phép lạ xảy ra? Điều gì đã khiến cho các tín hữu sẵn sàng lấy mọi vật làm của chúng? Điều gì đã khiến cho các tín hữu chuyên tâm đến đền thờ và từ nhà này đến nhà khác bẻ bánh, dùng bữa cùng nhau với lòng vui vẻ chân thành? Điều gì đã khiến họ ca ngợi Đức Chúa Trời và được ơn trước mặt mọi người? Và điều gì đã khiến cho mỗi ngày số người được cứu thêm vào trong hội thánh? Tôi xin thưa với anh chị em, đó chính là vì những con người này họ đã kinh nghiệm sự đổ đầy Thánh Linh trong đời sống của họ. Điều đó đã đem đến cho họ động lực mạnh mẽ, điều đó đã đem đến cho họ nhiệt huyết. Họ không chỉ thờ phượng Chúa mỗi một sáng Chúa Nhật, mà thậm chí mỗi ngày họ có những hoạt động thờ phượng Chúa, cầu nguyện, học lời Chúa. Và thậm chí từ đền thờ cho đến tư gia, đi từ nhà này đến nhà kia, họ không biết chán, họ không cảm thấy mệt mỏi. Và tôi có thể tưởng tượng là thậm chí có những cái buổi cầu nguyện thâu đêm xảy ra, và không có một người nào ngáp, không có một người nào buồn ngủ cả. Và thậm chí có những bài giảng dường như bất tận, nhưng mà không ai cảm thấy đó là một cái bài giảng dài cả. Và tất cả mọi người thậm chí như muốn nói là thêm nữa đi, thêm nữa đi, thêm nữa đi. Họ khao khát, họ khao khát, bao nhiêu đổ cho họ cũng không đủ cả. Đó là những con người có kinh nghiệm sự đầy dẫy Thánh Linh ở trong đời sống của họ, anh chị em. Còn nếu không phải vậy, xác thịt vẫn còn ở trong chúng ta, và chúng ta dễ dàng xu hướng về những điều xác thịt. Chúng ta đặt cái điều gì đó ở bên ngoài kia lên trên Đức Chúa Trời, lên trên lời của Đức Chúa Trời, lên trên những mong muốn của Đức Chúa Trời. Và đó là lý do vì sao đời sống của chúng ta đối diện với những nan đề, và thậm chí rất nhiều nan đề, và chúng ta cứ quanh quẩn mãi trong những nan đề hoài. Đã đến lúc mà chúng ta cần phải tra xét lại đời sống mình, nhìn lại mình một cách trung thực và khiêm nhường, để rồi nhận thấy rằng mình thất bại, mình phải thay đổi. Anh chị có khao khát kinh nghiệm phòng cao Jerusalem năm xưa, giờ đây cũng sẽ là kinh nghiệm của mỗi người trong chúng ta không? Tôi có thể nhìn bằng mắt thường của mình, và tôi đoán là anh chị em hầu hết chỉ khao khát trong lý trí của mình thôi. Vậy thì bây giờ tôi mời tất cả anh chị em cùng nhau đứng lên, và chúng ta hãy bắt đầu cầu nguyện trong đức tin.
tôi biết có những cảm xúc đang chống lại anh chị em, thậm chí có những sự buồn ngủ đang đến với anh chị em, nhưng tôi thách thức anh chị em sử dụng đức tin của mình và hãy cầu nguyện, cầu xin Chúa Giêsu bắt tem mình trong Thánh Linh, cầu xin Chúa Giêsu đổ đầy Thánh Linh ở trên mình, để rồi mình có thể kinh nghiệm một cuộc đời khác hẳn, một cuộc đời như Phi-e-rơ đã từng kinh nghiệm, để rồi cũng giống như Phi-e-rơ từ cuộc đời của một kẻ chối Chúa trở thành một vị sứ đồ đầy quyền năng. Chúng ta hoàn toàn có cơ hội để được đổi đời giống như vậy. Từ một con người thầy bệnh tật yếu đau, chúng ta sẽ trở thành một con người khỏe mạnh và thậm chí đem sự chữa lành của Chúa đến cho nhiều người. Anh chị có khao khát điều đó không? Amen. Hãy khao khát, hãy bắt đầu cầu nguyện với Chúa giờ này. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.